Tường Gỗ Trung Kiên xin kính chào tất cả anh chị ạ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay bên em muốn giới thiệu với anh chị đó là một tác phẩm anh chị nhá. Bình Tùng chế tác với chất liệu là gỗ bách xanh Mộc Châu. Vâng ạ, và đặc biệt này chị cũng biết là chất gỗ bách xanh Mộc Châu thì luôn mang cho chúng ta cái sự thoải mái chị nhá. Vâng ạ, có một cái mùi thơm đặc trưng của chất gỗ ạ và một cái giá trị của chất gỗ chị nhá. Vâng ạ, và trước tiên đi gần đến tác phẩm, đấy chưa thể là cân đối được cái không gian phòng khách, cái chỗ để của mình thì em xin thông báo kích thước và giá này chưa thể là cân đối chị nhá. Vâng ạ, kích thước là cao là 86 ạ, ngang là 70 và chiều sâu là 28 chị nhá. Và giá thì bên em đang giao lưu với giá là 10.500.000 đồng. Vâng ạ, một cái bình tùng bên em đục dáng thác đổ chị nhá, dáng thác đổ theo kiểu Đài Loan đấy chị ơi. Đấy ạ, một cái tác phẩm, một cái dáng bình tùng rất là đẹp và mềm mại. Và em và cùng anh chị sẽ đi gần đến tác phẩm để ngắm từ những cái đường nét đục tinh tế nhất đấy chị nhá. Đấy ạ, và trước tiên này chị ngắm cho em cái bình tùng ấy chị nhá. Đấy chị ơi, một cái bình tùng bên em đục dáng cao này, đặc biệt là nổi trên mặt bình là những cái chất vân gỗ rất là giá trị chị nhá, rất là đẹp luôn. Những chất vân chỉ xanh này, đấy, trùng trùng điệp điệp với nhau chị nhá. Đấy ạ, tạo lên một cái tác phẩm, một cái bình tùng rất là già luôn chị nhá. Đấy ạ, và bên trên đây là một cây tùng cổ thụ ạ. Và chị cũng biết là cây tùng thì mang lại chúng ta tài lộc chị nhá, mang lại chúng ta thịnh vượng ạ, mang lại sức khỏe, mang lại sự trường thọ chị nhá. Và đặc biệt là cây tùng thì biểu tượng cho một người quân tử ấy chị nhá, mang một cái khí phách rất là mạnh mẽ, dù có gian lao, dù có vất vả nhưng vẫn kiên cường cố gắng để vượt qua chị nhá. Đấy là vượt qua những cái khó khăn nhất. Vâng ạ, dù trong hoàn cảnh nào. Đấy ạ, một cái tác phẩm rất là đẹp. Và từ những cái tán tùng này, bên em châm tỉa cũng rất là sắc nét chị nhá. Và đặc biệt là từ những cái cành ấy chị nhá, cành thì rất là mỏng manh luôn, nhưng bên em cũng di sần đấy chị nhá, di sần lên này và moi móc rất là sạch sẽ từ trong ra ngoài chị nhá. Và đặc biệt là cái thân cây tùng này, đấy ạ, bên em di sần lên để tạo lên một cái thân rất là dài chị nhá, một cái cây tùng cổ thụ này. Đấy ạ, và đặc biệt là cái phần rễ này, rễ bên em đục chồi hết ra chị nhá, đục chồi hết ra và bám hết lại vào cái phần mặt bình này. Đấy là một cái cây tùng rất là giá trị luôn chị nhá. Và tùng thì mang lại cái sức khỏe rồi, và tùng cũng là một loài cây biểu tượng cho một mùa trong năm ấy chị nhá. Vâng ạ, đó là mùa đông đấy chị ơi, dù có gió rét hay là dù có lạnh ấy chị nhá, vâng ạ, vẫn kiên cường cố gắng để vượt qua đây. Vâng ạ, đánh tan đấy chị nhá, đánh tan cái giá rét đây. Một cái cây tùng có một cái sức sống rất là mãnh liệt đấy chị nhá. Đấy là một cái tác phẩm rất là đẹp này, từ trên xuống dưới chị nhá. Đấy ạ, dáng tùng thì dáng thác đổ anh chị ơi. Đấy ạ, từng cái tầng anh chị nhá, từng những cái tầng này. Đấy ạ, tầng tầng nấp nấp anh chị nhá, đổ xuống nhau này. Đấy ạ, một cái cây tùng rất là mềm mại luôn anh chị ơi. Và giá thì bên em đang giao lưu với giá chỉ là 10.500.000 đồng. Kích thước là cao là 86, ngang là 70 và chiều sâu là 28 anh chị nhá. Và đường kính bình là 20. Vâng ạ, và tác phẩm này thì bên em cũng tặng kèm thay chị một đĩa kỷ chị nhá. Và kỷ này thì bên em đục kỷ tròn, làm kỷ tròn ấy chị nhá. Và bên em cũng gọi là làm ba chân ấy chị nhá, làm cái ba chân ạ. Đấy ạ, một cái cây tùng rất là vững chãi rồi mà làm ba chân ở chân kỷ ấy chị ơi, rất là chắc chắn ấy chị nhá. Đấy ạ, ba chân rất là chắc chắn này, như kiềng ba chân này. Đấy, một cái cây tùng rất là đẹp, một cái dáng rất là giá trị chị nhá. Và chị nào mà quan tâm đến tác phẩm này thì có thể là liên hệ trực tiếp qua bên em qua số hotline 0836 776688 chị nhá. Hoặc anh chị có thể là kết bạn trực tiếp qua Zalo bên em, thì bên em sẽ gửi hình ảnh cận cảnh sắc nét đến với anh chị. Hoặc anh chị có thể là comment trực tiếp xuống bên dưới video của bên em chị nhá, thì bên em sẽ nhận tín hiệu, ở bên em sẽ phản hồi anh chị. Vâng ạ, một cây tùng đẹp như này, vâng ạ, mang lại rất là nhiều ý nghĩa chị nhá. Đấy ạ, mang lại một cái ý nghĩa là đoàn tụ những cái thành viên trong gia đình này. Đấy ạ, mang lại cái sự hạnh phúc nhất đấy chị nhá. Mà giá chỉ là 10.500.000 đồng thôi ạ. Anh chị hãy nhanh tay chị nhá, nhanh tay alo qua bên em ạ. Vâng ạ, nhanh tay thì tác phẩm vẫn còn. Vâng ạ, lúc anh chị băn khoăn thì lúc các bác đã alo qua bên em để chốt tác phẩm rồi thì rất là đáng tiếc đấy chị nhá. Và anh chị nào mà có thời gian rảnh thì hãy đến trực tiếp cơ sở bên em ạ. Đồ gỗ cao cấp Lắc Fuji chị nhá, 59 Cầu Tây ạ, nằm trên đường quốc lộ 38 ạ, làng nghề Mộc Đông Giao chị nhá, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương này. Chị có thể ngắm kỹ tác phẩm ạ. Và bên em cũng rất là nhiều những cái tác phẩm VIP để chị có thể thưởng lắm chị nhá. Và bây giờ bên em cũng xin kết thúc video tại đây, hẹn chị trong những cái video tiếp theo. Và chị vào thấy video hay, tác phẩm đẹp thì hãy ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh anh chị nhá, hoặc bằng những cái nút like để lấy tinh thần động viên bên em đưa lên
lên những cái video nhiều hơn nữa chị nhé. Và xin chào tất cả anh chị, hẹn chị trong những video tiếp theo ạ.